ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vừa có văn bản xin ý kiến của Thủ tướng về việc áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa trở lại nền kinh tế. Dự kiến chỉ thị về việc mở cửa nền kinh tế trong tình hình có dịch sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết theo dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, một số điểm chưa còn phù hợp với thực tiễn phòng chống dịch tại thành phố như về địa lý và dân số. Vì vậy, với điều kiện đặc thù, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa trở lại nền kinh tế. Bên cạnh đó là quan tâm ưu tiên vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để đảm bảo độ phủ vaccine khi mở cửa nền kinh tế. Một tuần mà tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 59 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là các giáo viên, học sinh của các trường mầm non, các trường tiểu học và trung học cơ sở. Tính tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch lần này từ ngày 19 tháng 9 đến chiều tối ngày 26 tháng 9, Hà Nam đã ghi nhận 179 ca. Trong số đó có 5 giáo viên, 54 học sinh F0 cùng hàng trăm F1 đang được cách ly tập trung. Hiện sức khỏe của các em học sinh và giáo viên không có diễn biến bất thường và đang được tiếp tục theo dõi điều trị. Từ ngày hôm nay, tỉnh Hà Nam sẽ chuyển sang dạy học và học trực tuyến đến khi kiểm soát tốt được dịch bệnh. Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đang trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung hỗ trợ cho hơn 69.000 người lao động bị ảnh hưởng mất việc làm. Mỗi người lao động mất việc làm hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Thành phố Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ 5 đợt cho người dân. Mỗi hộ dân đều được hỗ trợ với mức phí là 500.000 đồng. Nhưng khi thực hiện hỗ trợ toàn dân, các xã phường rà soát quá nhanh đã không rà soát hết được, nên các xã phường đang đề nghị hỗ trợ bổ sung khoảng bằng 40.000 hộ. Đối tượng rà soát bổ sung đợt này phần lớn là những hộ bị sót ở các khu trọ, các hộ sống cùng một nhà. Từ khi thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Đà Nẵng cũng đã chi 260 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 450.000 đối tượng, cấp gần 1.630 tấn gạo và 30.000 xuất quà giúp cho người dân vượt qua sự khó khăn. Y tế tỉnh Bình Dương cho biết mặc dù số ca COVID-19 mỗi ngày vẫn còn cao, nhưng Bình Dương đã qua đỉnh dịch. Nhìn tổng thể ca mắc COVID-19 đã kiểm soát được, tình trạng tử vong chỉ chiếm 0,91% trong tổng số ca mắc. Hiện số ca xuất viện hàng ngày cao hơn số ca nhập viện. Ngày hôm qua, các cơ sở y tế đã tiếp nhận hơn 1.700 bệnh nhân COVID-19, nhưng có đến hơn 3.500 bệnh nhân phải xuất viện. Hiện phần lớn các ca mắc mới được ghi nhận ở khu vực cách ly tập trung và trong khu vực phong tỏa, còn qua sàng lọc cộng đồng chiếm tỷ lệ thấp. Tính từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, tại Bình Dương đã có tổng số hơn 200.000 ca COVID-19, là vùng dịch đứng vị trí thứ hai cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn, trong 2 ngày qua, đoàn công tác Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Lào Cai để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Lào Cai. Tham gia đoàn công tác kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng một số lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cũng đã biểu dương, ghi nhận tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, sự quyết tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của cán bộ chiến sĩ, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng vũ trang phối hợp, đồng thời đề nghị các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch COVID-19. Trong chương trình, đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ tại các tổ chốt thuộc đồn biên phòng Pha Long, Nạm Chảy và Bản Lầu để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Vì trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, những công dân ngõ 328 đến 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được lực lượng chức năng đón từ khu cách ly tập trung tại ký túc xá trường đại học FPT trở về với gia đình. Đây là những người dân đã hết thời gian cách ly 21 ngày, đảm bảo đủ các điều kiện được kết thúc cách ly và sắp xếp được nơi ở khác. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong quá trình di chuyển từ khu cách ly về quận, công dân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang, kính chắn giọt bắn. Sau đó, khi về tới nhà văn hóa quận Thanh Xuân, những công dân này sẽ được người thân tới đón về nhà. Sau 21 ngày cách ly tại khu ký túc xá trường đại học FPT tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, hôm nay bà Phạm Thị Bích Vân đã đăng ký để được về quê. Mặc dù mong muốn lớn nhất của bà là được trở về căn nhà thân yêu của mình, hiện khu ngõ 328 và 330 phường Thanh Xuân Trung vẫn đang bị phong tỏa đến 0 giờ ngày 29 tháng 9. Được bố trí nơi ăn ở miễn phí, nhưng những người già như bà Vân vẫn không quen được môi trường mới. Về nghỉ ngơi thì mấy hôm nữa là bắt đầu là không quả ở chỗ nhà bà hết, người ta không gọi ra được sạch sẽ, chỉ chiếc người ấy xong rồi thì là bà lại về nhà bà.
Trong đợt đăng ký trở về lần này, đa số là người già và trẻ em. Thời tiết mưa gió khiến cho ngày trở về thêm phần vất vả. Hoàn thành thời gian cách ly, trước khi về tất cả đều được xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính. Khi về địa phương, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và tự cách ly ở nhà một tuần. Quận thì đã triển khai tất cả những cái việc như là phun khử khuẩn, đảm bảo về an ninh trật tự, về tài sản cho công dân và tất cả những cái biện pháp theo quy định. Hơn 1.000 công dân phường Thanh Xuân Trung vẫn đang chờ từng ngày để được trở về nhà. Mọi người đều yên tâm hơn khi theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn phường đã được kiểm soát. Hiện quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Trung đã lên phương án chuẩn bị các điều kiện an toàn để đón các công dân trở về vào ngày 29 tháng 9. Quý vị và các bạn, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn ra từ cuối tháng 4 năm 2021 với tốc độ lây lan nhanh chóng tại các tỉnh thành trên cả nước, khiến cho hoạt động vận tải khách vốn đã gặp nhiều khó khăn, nay lại càng thêm điêu đứng. Doanh thu sụt giảm mạnh buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nguồn nhân lực và các khoản chế độ của người lao động. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ghi nhận của phóng viên VTC tại tỉnh Nghệ An. Bến xe vắng bóng hành khách. Hàng chục đầu xe xếp hàng nằm dài. Hơn 4 tháng qua, hoạt động vận tải hành khách bị đóng cửa do dịch COVID-19, khiến những doanh nghiệp vận tải lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh cũng điêu đứng. Đây cũng là tình cảnh chung của các doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách ở Nghệ An. Gây khó khăn cho doanh nghiệp về cái vấn đề tài chính. Nguồn thu không có, trong khi đó là phải chi trả rất nhiều những khoản chi phí để duy trì hoạt động, vận hành, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, bến bãi, phương tiện, chi phí cho người lao động, lương, bảo hiểm, các cái chi phí nợ, lãi đối với ngân, trả phải trả cho ngân hàng, khó khăn cũng chồng chất khó khăn. Những ngày thường thì chúng tôi mỗi ngày là xuất bến từ 120 đến 130 đầu xe. Nhưng mà từ khi ảnh hưởng của dịch thì các nhà xe phải ngừng hoạt động. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cũng đã cho phép các tuyến xe nội tỉnh được phép hoạt động trở lại, nhưng mà vì tâm lý của hành khách họ cũng đang lo ngại với cái ảnh hưởng của dịch nên là số lượng hành khách đi lại rất là ít. Nghệ An là tỉnh có sự đa dạng về các loại hình vận tải gồm đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Trong đó, vận tải hành khách đường bộ có 41 doanh nghiệp. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, phức tạp ở nhiều tỉnh thành, khiến cho ngành vận tải hành khách phải dừng hoạt động. Với ngành hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảng hàng không ngưng trệ, các chuyến bay thương mại dừng hoàn toàn, chỉ thực hiện một số chuyến bay cứu trợ. Các doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ, đường sắt cũng lâm vào cảnh bế tắc. Nhiều doanh nghiệp rơi vào nguy cơ phá sản. Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Theo số liệu từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, hoạt động vận tải hành khách chỉ đạt từ 10 cho đến 15%, hàng hóa đạt khoảng 40%. Từ tháng 7 tới nay thì không thực hiện vận tải thương mại hàng không mà chủ yếu thực hiện các chuyến bay cứu trợ và các chuyến bay chở nhân viên y tế, các y bác sĩ vào miền Nam để tăng cường phòng chống dịch. Sản lượng vận tải thương mại hàng không bị giảm cắt giảm thì doanh thu cũng là không có, thì việc kinh doanh cũng không có lại, vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn, có lúc phải nói rằng là rơi vào tình thế lao đao. Ban hành nhiều văn bản kiến nghị với tỉnh như các cái cơ quan các cấp có thẩm quyền để hỗ trợ giúp cho ngành vận tải, trong đó đặc biệt là chúng tôi quan tâm lưu ý đến vấn đề là đề xuất là ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ lái xe của hiệp hội vận tải. Thứ hai nữa là kiến nghị hỗ trợ giảm thuế, là gia hạn thời gian nộp thuế, là giảm lãi vay và nợ ngân hàng, cũng như là giảm cái phí bảo trì đường bộ các đơn vị, và trong đó thì là đề xuất giảm cái chậm thời gian nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ, các ngành chức năng và chính quyền, như chính sách miễn cắt giảm thuế phí, hỗ trợ lãi suất ngân hàng để tháo gỡ khó khăn, duy trì và khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh để họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch COVID-19 gây ra. Để họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.
Đánh giá cơ bản kiểm soát COVID-19, tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch xin thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine vào tháng 11 năm nay. Nội dung được Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp về phương án thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine ngày 25 tháng 9. Ngoài hộ chiếu vaccine, mũi 2 đã qua 14 ngày, người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, người dưới 18 tuổi có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi xuất cảnh cũng được Du lịch Khánh Hòa đề xuất đón. Theo đó, phương án đón khách nước ngoài chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu vào tháng 11, khách tới địa phương bằng các chuyến bay thuê bao ăn nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng ở bãi dài, nơi có khách sạn, cụm du lịch nằm xa khu dân cư, đảm bảo an toàn. Giai đoạn thứ 2 từ đầu năm sau đến tháng 3 năm 2022, lúc này địa điểm đón khách được mở rộng ra các khu du lịch trên các đảo của Vịnh Nha Trang, khu nghỉ dưỡng có tính biệt lập. Những địa điểm đón khách cũng phải tuân thủ điều kiện an toàn chống dịch như có bộ phận y tế, khu vực cách ly các ca nhiễm. Người lao động tiêm đủ 2 mũi vaccine, thời gian mũi cuối qua 13 ngày hoặc có giấy chứng nhận khỏi COVID-19, xét nghiệm 3 ngày một lần. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nhiều gia đình có thành viên mắc COVID-19 mong muốn tìm kiếm những F không khỏi bệnh để chăm sóc cho người thân tại nhà hoặc là đang nằm điều trị trong các bệnh viện dã chiến. Từ đây, việc chăm sóc người nhiễm COVID-19 đang trở thành nhu cầu phổ biến, vừa hỗ trợ cho người nhà an tâm, vừa giúp cho nhiều cựu F0 có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn hiện tại. Trước nhu cầu đó, nhằm kết nối người đã khỏi COVID-19 và các gia đình có F0 cần giúp đỡ, nhóm tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc F0 vừa được thành lập gần một tháng trên Facebook đã có hơn 1.000 người tham gia. Mỗi ngày có hàng chục tin đăng tìm người chăm sóc F0. Nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh cũng bày tỏ mong muốn được làm công việc này. Bên cạnh việc hỗ trợ trong bệnh viện dã chiến, nhiều người cũng nhận chăm sóc các ca nhiễm cách ly tại nhà. Nhiều ý kiến cho rằng việc F0 đã khỏi bệnh chăm sóc cho các F0 có nhiều lợi ích. Trước đó, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 1 tháng 9, thành phố ghi nhận hơn 87.000 trường hợp F0 đã hoàn thành thời gian cách ly y tế. Trong số đó có hơn 54.000 người trong độ tuổi lao động. Với điều kiện đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Đây là nội dung được đề cập trong văn bản xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ đánh giá cao nỗ lực xây dựng, hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép thành phố áp dụng quy định riêng để có thể mở cửa nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng. Chính quyền thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng quan tâm ưu tiên vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm cho hơn 95% số người trên 18 tuổi, trong đó hơn 6,8 triệu người tiêm mũi 1 và gần 2,4 triệu người tiêm đủ 2 mũi. Thành phố đang chuẩn bị 11 chiến lược để chuẩn bị cho việc mở cửa khôi phục nền kinh tế. Thực hiện dạy và học trực tuyến để phòng chống dịch, một số doanh nghiệp viễn thông ở Quảng Ngãi đã đồng hành hỗ trợ ngành giáo dục, giáo viên và học sinh trong việc dạy và học trực tuyến. Điều này giúp các học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học trực tuyến tốt hơn. Học trực tuyến của Minh Khuê đã dễ dàng hơn, tình trạng nghẽn mạng giảm đáng kể nên em tiếp thu các bài học được thông suốt. Khi lắp đặt truyền thông mạng Viettel thì được học và cứ tốc độ mạng nhanh hơn, thầy cô truyền đạt cũng nghe to rõ và không bị vấp. Đối với các gia đình khó khăn, việc mua sắm thiết bị học trực tuyến là một nỗi lo. Dịch vụ hỗ trợ học trực tuyến đến tận nhà với nhiều chính sách ưu đãi nên phụ huynh cũng yên tâm hơn. Bây giờ học online cho nên là cũng bé nó việc theo cũng có nhiều cái ưu đãi, cho nên là cũng bé nó học cũng được. Học thì cũng mạnh, nói chung là không có mắc xám, mắc rùi gì nữa, nói chung là tốt. Dạy học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế do dịch bệnh. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn cố gắng truyền thụ đầy đủ nội dung bài học thông qua thiết bị công nghệ, có sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị viễn thông. Thì bản thân tôi giáo viên thì tôi cũng thấy là rất là tự tin khi mà đã dùng được cái mạng Viettel mạnh như thế này thì
dạy học, mình cũng trong quá trình dạy mình cũng rất là tự tin. Triển khai từ ngày 7 tháng 9 đến nay thì trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi thì đã lắp đặt được 950 cái đường truyền cấp quốc gia. Nó hỗ trợ được 200 máy smartphone và hơn 1.000 sim 4G giúp cho học sinh học online nó thuận tiện hơn. Sự đồng hành, hỗ trợ đắc lực của các tổ chức, doanh nghiệp để sự học luôn tiếp diễn và cũng giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra. Thời gian qua, các tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng. Cơn bão số 5 và số 6 vừa qua cũng hướng vào khu vực này, gây ra nhiều thiệt hại. Chủ động trước mọi tình huống, bám sát thực tế từng địa phương, sẵn sàng các phương án đảm bảo về nhân lực, phương tiện và cơ sở vật chất là phương châm đang được nhiều địa phương triển khai, thực hiện trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Dưới đây là ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau nhiều tổn thất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2020, ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức và chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thao về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tập huấn kỹ thuật lái tàu cho 70 cán bộ, kỹ thuật bao gói, liên kết bè mảng, cứu nạn cho 80 cán bộ thuộc các đơn vị địa phương và đã huấn luyện cứu hộ, cứu nạn cho hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ. Đội nó cũng đã chuẩn bị từ con người đến phương tiện vật chất và đến các cái trang thiết bị như áo phao, sao chống, giấy cứu hộ và lượng lương thực thực phẩm dự trữ đủ trong cho đội đảm bảo tình huống cứu hộ từ 7 đến 10 ngày thì cũng đã đầy đủ. Và được sự ưu tiên của cấp trên thì đội cũng đã tiếp nhận một cái phương tiện mới, đó là cái xuồng ST750 của Cục Dự trữ Quốc gia đã cấp. Thì vào mùa mưa bão thì đội sẵn sàng cơ động và thực hiện tất cả các cái tình huống của cấp trên giao phó. Trong quá trình đó thì đội cũng đã lồng ghép vào chiều thứ sáu là ngày công tác kỹ thuật, là cũng đã tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhân viên của đội là về vững tay lái, chắc tay treo đấy, để có cái chuyên môn được cấp trên tin tưởng đảm bảo thực hiện vào cái công tác phòng chống lụt bão. Đã chủ động hợp đồng lương thực thực phẩm và bố trí ra soát, bố trí những nhà mà cao tầng cũng như là các trường học trên địa bàn xã để làm công tác di dời dân khi có tình huống bão xảy ra. Cùng với củng cố lực lượng, các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai cũng được tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung. Trên 1.100 tàu, xuồng, thuyền các loại, hàng chục xe tải, xe lội nước, xe thiết giáp đã được trang bị để chuẩn bị cho các nhiệm vụ khẩn cấp. Năm nay đã là bổ sung kịp thời, huy động tổng lực mọi cái nguồn lực của xã hội để là hỗ trợ cho các cái cơ quan đơn vị, là mỗi cơ quan đơn vị là một chiếc thuyền để là vấn đề là để đưa vào sử dụng cho cái vấn đề là phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Để chủ động công tác ứng phó, các xã phường cũng xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão một cách cụ thể đến tận thôn, xóm, khu dân cư. Nhờ có sự chủ động này mà mưa lũ kéo dài thời gian qua, nhưng Thừa Thiên Huế vẫn đảm bảo người dân được an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã hợp đồng chặt chẽ với các cái sở ban ngành địa phương, đặc biệt là về Sở Công Thương, các cái công ty mà cung ứng các cái sản phẩm xã hội thiết yếu, bảo đảm cho bà con sử dụng được nhanh trong mùa mưa lũ như là lương khô, mì tôm và các cái thực phẩm khô khác. Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hợp đồng cụ thể và đối với Sở Công Thương bảo đảm là khi tình huống khẩn cấp sẽ đáp ứng được 5 tấn lương khô và 10 tấn gạo để sẵn sàng là thực hiện nhiệm vụ và cứu trợ khẩn cấp cho bà con. Mùa mưa bão đang ngày càng có những diễn biến phức tạp. Việc chủ động phương án ứng phó, chú trọng triển khai theo phương châm 4 tại chỗ là cách làm cần thiết để giảm tối đa thiệt hại về người và của cho nhà nước, người dân trước thiên.